Nói không? Mày nói không? Tao giết á. Nói không? Ôi trời, má chết thiệt luôn hả? Quê quê quê. Như các bạn đã biết thì tập trước là mình đã không tìm được cái con nhỏ kia và đi mất. Và tập này chính là cái tập này. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm nhỏ đó các bạn. Ok, mình sẽ đi tìm nào. Airport nè, có một cái sân bay như vậy. Rudy of Flat Block. Muốn chỗ nào mình sẽ kêu màu weapon. Có cái đó là ngon. Có vũ khí là mình vô liền. Mình đang đi tìm con nhỏ kia nên mình cũng phải cần vũ khí các bạn. Ok, work này nó không có nhớ gì hết rồi bạn. Này là gì chả biết luôn. Khu này mình không biết. Đó có thức ăn là ngon, có thức ăn là ngon. Này không có người nha bạn, đây là khu này là không có người. Nó đang tìm giết con đĩ kia các bạn. Không có gì hết. Có một viên đạn đầu tiên các bạn ơi. Trong đây có súng nè. Không có, trong đây không có súng. Lên đây coi. Trời ơi, phải dùng cái kia cưa ra nữa bạn ơi. Mình phải dùng cái kia để mình cưa cái này ra các bạn. Khá là khó khăn cho mình. Vãi cứt thiệt. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi. Mấy này, căn này hết rồi mình về nè các bạn. Hay là mình đi kiếm hết đêm luôn nha. Không cần qua đêm sau, bố mình đi kiếm không ngừng nghỉ. Ngày năm. Ok bạn, mình sẽ đi ăn. Và không biết dấu vết của nó ở đâu các bạn. Nên mình sẽ đi tìm tiếp. Hết ngày các bạn ơi, mình sẽ đi qua cái airport, mình sẽ đi qua cái sân bay, cần một vài thứ. Chỗ nào tìm hết ba cái điểm đó, nó cũng kiếm ra con quỷ đó các bạn. Muốn chết mệt đó. Emela, ra đây. Con này, trốn ăn cướp kìa. Ơi, gì vậy? Nhảy. Cái gì vậy ba? Khoan, mày chết mệt hay tao con? Đây kìa bộ, muốn chết mệt đó các bạn. Đây, vũ khí bí mật. Một vả là chết. Đây bạn, đây nhà mẹ nó. Quên chết mỏ mình là con. Mày. Sẽ giết hết đám này bạn. Thấy vũ khí quân sự nữa. Còn thằng trên kia nữa kìa bạn. Từ thôi em cha. Thấy rồi. Nên bạn ơi, trong đây rất là nhiều điểm để núp nha. Nó cóc sợ bố con nào hết. Nó ngồi nó chi vậy? Mở nó vậy thôi, mình sẽ đi lên đây các bạn. Mình biết chứ trong đây có chỗ núp không bạn. Đây có. Chơi. Nó xuống. Đây. Nó sẽ biết thằng kia chưa chết. Cầm súng lục hả con? Súng lục hả con? Chết. Cái sẻng giờ là lợi nhất bạn. Dao không lợi bằng cái sẻng đâu. Con sẻng là one hit. Chết. Súng lục của con bay như vậy. Như mình loot hết cái airport này rồi nha. Chả có gì. Yep. Thức ăn bạn, có thức ăn là ngon. Ở đây còn à, quá trời luôn bạn. Như trên chiếc máy bay này mới có người nữa bạn ơi. Hết rồi. À, con. Con mở nó trên đây. Trên chiếc máy bay vẫn còn. Phải ảo thế. Thế là chắc chắn còn một căn nhà cuối là của con nhỏ kia thôi các bạn. Không tìm thấy nó bỏ luôn á. Thôi rồi bạn ơi, về các bạn ơi. Về rồi bạn ơi. Nó về đây game này lát. Xong rồi anh chụp từ kia. Tiền đi store. Ủa, hai viên đạn. Ủa, đúng rồi, mình có hai viên đạn các bạn. Quên. Ăn trước đi tính. Ăn. Xong. Mình sẽ làm cái gì ta? Yes, làm được cái này rồi nè bạn ơi. Cuối cùng giờ làm được cái cầu, mình sẽ qua bên đây. Không, mình sẽ khám phá bên đây nha. Từ từ mình sẽ khám phá bên đây nha bạn. Từ từ mình sẽ khám phá bên đây. Rồi mấy bạn muốn xem tập sau mình sẽ khám phá bên đây các bạn. Và tập này mình sẽ đi kiếm con quỷ kia cái đạo bạn. Rồi coi nó say coi. Sao? Có cái cầu. Ghê. Hôm nay có gì? Đây mình sẽ intro mời mày. Cái màn này trước nhà nó, dưới đây sẽ có nhiều thứ này các bạn không thể biết được. Ok. Sẽ hết ngày và kiếm con kia các bạn. 76% mà hả? Phải. Này 50% mà. Kỳ à, tại còn mấy cái kia mình chưa có rác vô được các bạn. Đây, mình sẽ lấy theo cái súng. Vậy. Súng như vậy.
có quốc nào, bốn nào không? Có người bạn, có người. Đi chuột đủ mẹ, đi chuột không sao. Không ai nhà hết các bạn. Thế sao mình tìm được con kia nha? Mẹ nó đi lung tung. Rồi mình cũng bất tích con nhỏ luôn, nó không biết ở đâu luôn bạn. Thật luôn, I'm not sure how to get there. Này dưới đây nè, ừ. Mày nói sure mày chạy dữ vậy? À, cái nhà kiểu như cái nhà của con này là cái gì các bạn? Cái thằng anh của nó, thằng em của nó gì đó. Lại mình sẽ tìm manh mối các bạn. Coi chừng trong đây, chẳng hạn. Đây, có một manh mối bạn. A pile of paper, no people I know some. Maybe I find something that lead me to where. Cordier. Cái hội gì ta? Không hiểu luôn. Có thể một đây là letter on the floor. Road DL1. Cái đường DL121. Là đây we'll head to road of practicing. Alright. Đây, mình sẽ có manh mối của con Emila các bạn. Mà thế mình đi đâu nha? Ý là chạy lẹ quá bạn. Chắc nào. My brother taking me. Lenny escape her via through. Mình sẽ nấu một thức ăn gì đó mình ăn các bạn. Đây mình sẽ được làm được một cái này mình sẽ đúng. Đây. Lẹ. Nó còn very tired rồi các bạn ơi. Mình cho nó nghỉ, làm xong cái ăn rồi nó nghỉ rồi mình hết ngày các bạn. Rồi mình sau khi mình ăn xong thì mình sẽ đi nghỉ các bạn. Thằng này cũng hết đói rồi. Và mình sẽ hết ngày nha, mình sẽ qua mình chặn cái đám đỉ bên kia. Phụt súng. We need gun. Để quýnh chết mấy thằng đó. Dập, lag thế. Nó hơi lag quá. Cái này về mà ba. Đây các bạn, đây các bạn. Trên này. Leo lên từ. Đi chậm thôi má. Em mày đó con. Nó để lửa sâu nên mình hơi thấy lag. Hơi lag quá. Lút đồ tranh thủ bạn, con gái gì cũng không bằng đồ mày hiểu không? Quéo qua này hết mày nhảy lại. Đúng rồi thông minh nó đi đồ mày. Có người bạn ơi, không biết nó ở đâu hết. Có chỗ núp lần có người nữa bạn. Rửa mặt. Ủa mi tương luôn. Xuống cái đường này rồi bạn ơi. Quái gì? Comment mình mối trước bạn. Má nó chửi luôn kìa. Cái gì đây? My robot look like he was. Rồi thằng em trai nó đã chết rồi các bạn ơi. Em trai nó. Nó chơi. Nó chơi các bạn. Cái gì nữa? Đây mình sẽ đi ra đường này các bạn. Và đờ mờ nó mình phải mở cửa này chạy cho lẹ. Yeah. Đi. Rồi yên luôn. Còn ai chưa có được? Có gì nữa? Mẹ, con bé này đi lẹ dưới bay. Mình sẽ đi qua cái gas station ăn xong mình nghỉ ngủ. Nghỉ ngủ xong đi qua gas station. Ngày 10. Và có gì đây the chili to get the sun. Như các bạn biết là tập trước là mình đã làm tới đây và phải bắt buộc mình phải qua cái gas station để cứu con nhỏ đó bởi con của nó đó. Và trước tiên là mình phải lên bóc miếng đồ ăn cái đã rồi mới đi nào để con nó chơi. Chơi tất trời.
ăn xong là chỉ có cầm cái xẻng lên quất 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 thôi bạn, nghe kiểu như đánh đi chay á bạn. Mới kêu mày sợ đinh nè mình đi qua đây ta, cái này hoặc là cái này thôi nè bạn, hai cái thôi. Mình sẽ qua cái loot gatcation mà we need gun, mình sẽ lấy súng đi các bạn. Hãy chờ tới nha, gặp nào quấn quất chết đó nha. Cuộc sống mà bạn, loot lại bill hat granite thôi. Coi một chiếc xe mà loot coi có gì không. Đâu mình đang đi tìm kia nhưng mà vẫn không quên là phận sự của mấy phần trước là phải loot đồ các bạn. Chắc mình nghĩ không có nó đâu các bạn ơi. Mình nghĩ nó chỉ đâu quanh cái khu trường học của nó thôi bạn. Mới coi mình đang đi tìm cái manh mối á, nên là mình không cần loot mấy đồ này, nên mình sẽ đi tìm cái manh mối thôi, không cần loot đồ. Mình cần manh mối. Hình quá có cái sẻng đào cũng lẹ. Đây có gì nè các bạn. Ê, có người có người. Có người có người. Má mày đĩ chuột đủ má không? Hey, no in the table nữa. Okay. Cái bàn đâu nha. Đĩ chuột là mình hết hồn mà. Dưới đây có một cái nên con này đi đâu lâu quỷ vậy. Đĩ chuột nha, bớt bớt nhây lại. Cái này cái gì ta? Không, cần thức ăn, coi coi có thức ăn không bạn. Không có thức ăn. Mà thế mình phải nhanh lên. Chắc dưới đây rồi, tuột xuống ủa nó rồi. À dưới đây. Đây tủ lạnh ngon. Lại là cái song sắt cho đẻ. Ok, đi ra coi có gì. Hang đĩ chuột nữa. Không có manh mối đây rồi bạn ơi. Thôi mình đọc lại cái này. Để mình đọc lại này coi. À cái sâu song sắt sẽ có một cái thứ gì đó cho cái thằng nào các bạn. Cái gì vậy? Hỏi hỏi bạn rồi á. Ông này không biết luôn rồi các bạn ơi, nên giết ổng không? Mình có súng nè. Mày nói không? Mày nói không? Tao giết á. Nói không? Ôi trời. Má chết thiệt luôn hả? Trời. Ê tao không biết luôn nha. Tưởng mày trâu lắm chứ. Sao mới ăn cá chết rồi. Lỗi tao. Má sợ này rocket cái xong hết series luôn á. Đừng có rocket nha bé. Trời sao tướng đi nó bẻo hả bạn? Ừ. Cái này kiểu như giết người giết full luôn bạn mẹ. Kiểu vậy các bạn. Kêu là mày dám lấy con tao luôn giết hết. Nhưng mà nãy mình ấn nhầm thôi, tính ra mình không muốn giết đâu các bạn. Ấn giờ tạch chích chích. Này nó chỉ là uống cà phê thôi, nó không có hút thuốc như cái hàng bên kia các bạn. Ok, mình sẽ nấu ăn và mình sẽ đi qua ngôi trường đó nữa các bạn. Yes, ăn thôi em chơi. Thực sự nhiệm vụ này chỉ không cần biếu gì các bạn, nó chỉ có gì đây. Rồi, thật sự là thằng anh nó đưa qua mình gì rồi các bạn. Thằng anh nó đã lấy rồi các bạn ơi. Hết ngày, còn sell school thôi nè các bạn. Đây, đụng tới con tao hả? Giết! Chừa cho một cái súng cho nè. Nếu nếu mình tự nhiên có ấn nhầm. Đây, cái trường học y chang cái trường học bên kia luôn mà. Dấu vết. Nó là mơ truy xuống đây mà. Có người đi xuống. Ờ, đủ mẹ đứng đó luôn rồi. Đủ là mấy đi chú. Đủ má mày chú cây mày quá nè. Hai đống luôn rồi. Thôi đành phải xúc thôi các bạn ơi. Gì đây? Bớt giỡn nha, ba mấy con đĩ chuột ghê thiệt á. Mở nó. Trong kia thì bên đây qua không được các bạn. Không hút thuốc. Tao nuôi con tao mà tao hút thuốc mày. Đây yeah. Có người các bạn à, như vậy. Rồi mày lên đây, đĩ chó này. Nè, mày sẵn sẵn nè. Con tao đâu? Đủ mé. Nó muốn nói chuyện mà nhầm má tưởng giết nó chứ, hay là nó nói cho mình giết nó rồi các bạn. Mẹ nó bọn khác mày, nó cần đưa nó gì các bạn ơi. Không nạn, mình cần tìm thức ăn đưa nó. Lục mấy người này không hợp tác, giết hết giờ tụi nó. Kèm thức ăn trong quần đó nữa mẹ. Có thuốc tao cần thức ăn đây nè các bạn ơi. Có thức ăn không? Nè. Không những thứ gì. Ôi. Trời. Mày. Này thì chửi phất cóp không mày? Ê bạn ơi, sau khi mà nãy tiếng hồ nó giỡn á, nhiều phút đâu. Và mình cũng đã kiếm được ba cái thức ăn cho nó bạn. Con mợ nó, thằng này. Cho nó ăn xong giết nó luôn. Mình tính là vậy, nếu giết được. Cái này nó không biết đâu bạn.
Đây. Bị ngáo hả mày? Đừng nói đi xuống nha. Ui địt mẹ. Trời, táo nè. Vãi cứt thiệt. Vãi cho nó đi xuống mày. Đây, thức ăn cho mày đây. Thức ăn cho mày đây, ăn giọng đi con đệ. Yes. Rồi, cái này mấy tụi này đưa con kia tới bệnh viện đó bạn ơi. Coi chừng táo nha mày. Quýnh chết mỡ bây giờ. Ok, mình sẽ qua bệnh viện các bạn. Quên nói bạn nữa, và mấy ngày nay nó trở tuyết rồi bạn ơi. Đấy, mình cũng đã build một cái lò sưởi các bạn. Đó, ngon. Ở gì? Nhiều quá. Thôi là nó không lấy thức ăn của mình. Khốn nạn. Mình đi khốn nạn. Nó dám cướp mình các bạn. Có người cướp và mình sẽ đi ăn các bạn. Mình sẽ đi ăn rồi mình sẽ qua bệnh viện mình coi nó có ra sao các bạn. Ok các bạn, là tới gì rồi bạn ơi? Tới City Hospital rồi bạn. Bệnh viện. Rồi mình sẽ hỏi con này coi nó có thấy con gái mình không. Đây là con gái trong game hả? Mình sẽ đi hỏi từng người các bạn thôi. Mấy bà này nó không biết rồi bạn ơi. Mình sẽ đi tìm một cái hàng khác thôi bạn. Còn con này có không ta? Ê, có dấu vết, có dấu vết. Rồi. Này thì không biết nè. Này thì không biết. Đây chỉ có con này thôi bạn. Đây. Cái bà này mình nói là xuống mình gặp cái thằng ở dưới đây các bạn. Đây. Lại nói chuyện nữa khốn nạn. Đừng có nói là đi nữa nha. Đâu? Rồi. Mình sẽ có một địa điểm mới bạn. Mẹ. Tiệm này khốn nạn thiệt. Hay da. Tiệm này hành trình khá là lâu nha. Mày sợ bữa. Mẹ mày. Không biết nữa, không biết. Khốn nạn. Dám hả mày? Ok, sau mình sẽ về các bạn. Ngày 17. Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại 11 like, 1 subscribe. Ngoài ra chia sẻ làm cho mình tiếp cái video tập sau. Tập sau mình có sẽ là mình sẽ qua cái tiếp tục hành trình tìm kiếm con mình trong game bạn, trong game nha. Ok, bye bye.